Hmong
bố khơi lấy giờ lúc tăng họ ông dư lên nó ha giờ bé thì nó mua lên nó chế lưu trả tế mà hạt cha ơ nó để lưu trả ông biết trả mừng chỉ có hạt giờ hạt lưng rô thọ u mua hạt ăn mình nó tứ ấy cứ thả lên nó cho mấy cho cái lên nó sẽ thì khó nó giờ ít khó lưu hẳn là bé gì cũng giống hẳn nhau là bé lưu cho. Ở chỗ mình nữa